Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp sang bài chính đa dạng của ngành ruột khoang. Ngành ruột khoang có khoảng 10.000 loài khác nhau, trừ một số nhỏ sống ở nước ngọt như là thủy tức sống đơn độc các em đã được học. Hầu hết các loài ruột khoang còn lại đều sống ở biển và thường gặp đó là sứa nè, hải quỳ, san hô. Đấy là những đại diện các em sẽ được tìm hiểu trong bài học hôm nay. Trong bài học này, bảng 1, bảng 2 ở trang 33, 35 là phần giảm tải, cho nên bảng này các em sẽ không làm nhé. Đại diện đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là sứa. Các em hãy mở sách giáo khoa ở trang 33 kết hợp với thông tin, quan sát hình. Sứa sống trong nước, ở biển, cơ thể hình dù. Quan sát tiếp nè, đây là cơ thể bổ dọc của sứa, gồm có các bộ phận đó là miệng nằm hướng phía dưới cơ thể, xung quanh lỗ miệng có các tua miệng. Đây là các tua dù, bên trong có tầng keo dày lên. Tầng keo dày lên làm cho sứa dễ nổi hơn nè và khiến cho khoang tiêu hóa của nó thu hẹp lại. Đây là khoang tiêu hóa Vậy khoang tiêu hóa của nó thông với lỗ miệng hướng phía dưới. Sau đây các em hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn nói về sứa ha. Và lưu ý nè, khi xem clip các em hãy chú ý chúng có đời sống như thế nào, đặc điểm cơ thể của nó ra sao nè, cách di chuyển khác với thủy tức như thế nào ha. Sứa xuất hiện trong lòng đại dương từ hơn 650 triệu năm trước. Trong cơ thể của chúng chiếm đến 95% là nước. Về mặt cấu tạo, kích thước của chúng rất là khác nhau tùy theo loài. Có những loài nhỏ bằng đầu ngón tay hay là bằng đầu tẩy của một cây bút chì. Bên cạnh đó có những con đường kính của thân lên đến 2,5 m, xúc tu của nó có thể dài đến 60 m, tương đương kích thước của hai con cá voi xanh. Mỗi xúc tu của nó có đến hàng nghìn tế bào gai. Ở bên trong tế bào gai có nhiều sợi xoắn như chiếc kim chứa nọc độc. Và khi chạm con mồi, sợi kim xoắn này sẽ duỗi ra như những chiếc móc câu. Con mồi sẽ bị tiêm chất độc này vào trong cơ thể khi bị mắc vào những chiếc móc câu này. Da của sứa rất là mỏng, cơ thể của nó trong suốt nè. Chúng có hệ thần kinh sơ cấp với các cơ quan thụ cảm, giúp nó có khả năng phát hiện ánh sáng, sự dao động và các hóa chất ở trong nước. Ngoài ra giúp nó định hướng và di chuyển trong nước một cách dễ dàng. Khi di chuyển thì sứa sẽ co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại. Tua miệng của một số loài sứa còn có thể gây ngứa, là gây bỏng da. Và sứa là những loài ăn thịt thụ động. Thức ăn của nó là các loài giáp xác, sinh vật phù du, các con cá nhỏ, hay nó ăn cả các loài sứa khác nữa. Và chúng ăn qua lỗ miệng hướng phía dưới nằm giữa cơ thể. Như vậy sau khi theo dõi đoạn clip, em hãy cho biết nè, sứa có lối sống như thế nào? Thích nghi với lối sống là bơi tự do trong môi trường nước, có nghĩa là nó di chuyển tích cực hơn so với hải quỳ. Hải quỳ là di chuyển chậm chạp kiểu sau đo hay là kiểu lồng đầu ha. Và câu hỏi thứ hai đó là sứa có những đặc điểm cấu tạo cơ thể như thế nào để thích nghi với lối sống bơi nè? Cơ thể của nó có dạng hình dù và khi di chuyển thì sứa sẽ co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và giúp nó tiến về phía ngược lại. Như vậy các em hãy ghi nội dung chính này vào trong vở của mình ha. Cơ thể hình dù nè, cấu tạo thích nghi với lối sống bơi tự do trong nước, có tầng keo dày hơn, lỗ miệng thì nằm ở phía dưới cơ thể ha. Chúng ta chuyển sang phần 2 đó là hải quỳ ha. Các em hãy quan sát hình nè,
kết hợp với thông tin sách giáo khoa trang 34. Hải quỳ có kích thước dài từ 2 đến 5 cm, có đời sống bám vào bờ đá nè, ở ven biển. Như vậy thì nó có di chuyển được hay không? Được nhóm em. Thì khi mà nó di chuyển hoặc là khi gặp nguy hiểm thì chúng sẽ nhổ đế của nó lên, cong và duỗi phần thân, cứ như thế giúp cho nó di chuyển được ở trong nước. Và thức ăn của nó là những loài động vật nhỏ. Đây các em hãy quan sát tiếp ha. Thì các bộ phận bên ngoài cơ thể của nó gồm có những bộ phận nào nè? Thứ nhất đó là lỗ miệng. Xung quanh lỗ miệng có rất nhiều tua miệng. Ở giữa đó là thân, ở dưới cùng đó là đế để giúp cho nó bám vào. Ha. Như vậy các bộ phận bên ngoài cơ thể của nó hoàn toàn giống với lại cơ thể của con thủy tức em đã được học. Nhưng mà nó có những cái đặc điểm nào khác so với thủy tức nè? Kích thước của nó lớn hơn, màu sắc sặc sỡ hơn. Em nhìn vào trong nó như những cái cánh hoa đúng không nào? Rất là đẹp, rất là sặc sỡ. Thì màu sắc sặc sỡ này giúp cho nó làm gì? Có ý nghĩa gì trong đời sống của nó? Giúp cho nó có thể là ngụy trang để bắt mồi hoặc là lẩn trốn kẻ thù. Ngoài ra hải quỳ còn sống cộng sinh với tôm ở nhờ. Thế nào là sống cộng sinh nè? Các em hãy tìm hiểu ha. Quan sát trên hình, chúng ta thấy rằng hải quỳ bám trên vỏ của con ốc, mà con ốc này đã chết rồi, chỉ còn cái vỏ rỗng thôi mấy em ạ. Và con tôm ở nhờ này nó sẽ chui vào trong cái vỏ ốc rỗng đó để sống nhờ trong đó. Như vậy cả hai bên có lợi như thế nào? Tôm ở nhờ thì giúp cho hải quỳ di chuyển. Vì sao vậy? Bởi vì khi tôm ở nhờ di chuyển thì nó sẽ kéo cái vỏ ốc theo, đồng thời kéo luôn hải quỳ, giúp hải quỳ di chuyển. Được chưa nào? Và ngược lại, hải quỳ thì giúp cho tôm xua đuổi được kẻ thù. Nhờ vào đâu nè? Bởi vì hải quỳ nó có nhiều cái tế bào gai độc ở trên tu miệng của nó. Các em đã học rồi. Được chưa nào? Đấy. Như vậy, hai loài sống chung với nhau, cả hai bên đều có lợi. Đó là kiểu cộng sinh điển hình ở động vật. Nha. Đó là lối sống cộng sinh đó em. Các em hãy ghi nội dung chính của phần hải quỳ này vào trong vở của mình ha. Cơ thể hình trụ nè, kích thước từ 2 đến 5 cm, màu sắc sặc sỡ. Chúng sống bám vào bờ đá hay sống cộng sinh với tôm ở nhờ. Thì cái phần sống cộng sinh với tôm ở nhờ các em về đọc lại cái mục em có biết ở trang 35 đó. Chúng ta sang phần 3 đó là san hô ha, tìm hiểu về san hô. Các em hãy quan sát hình 9.3 kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa trang 34. Đây là một cành san hô, một phóng đại một nhánh tập đoàn san hô để quan sát. Thì san hô cũng có đời sống bám, cơ thể của nó có dạng hình trụ. Mỗi cá thể cấu tạo gồm lỗ miệng nè, xung quanh lỗ miệng là các tua miệng. Đây là các cá thể trong tập đoàn của chúng. Các em lưu ý nè, ở thủy tức, trong sinh sản một chòi thì chòi con sẽ tách rời cơ thể mẹ và sống độc lập, đúng chưa nè? Nhưng ở san hô, sinh sản cũng kiểu một chòi, nhưng mà nó có điểm gì khác. Đó là khi sinh sản thì chòi con của san hô không tách rời cơ thể mẹ, sẽ tạo nên một tập đoàn san hô có khoang ruột ăn thông với nhau. Đó, các em lưu ý điều này. Như vậy theo em thì đến đây cô có thể đặt một câu hỏi như thế này. Nếu như trong tập đoàn san hô đó một cá thể ăn no thì cá thể kế bên không bắt được mồi thì nó có bị đói hay không? Nó sẽ không bị đói ha. Bởi vì sao? Bởi vì chúng có khoang ruột thông với nhau. Có nghĩa là cá thể bên này ăn no thì cũng có thể là cung cấp chất dinh dưỡng cho cá thể kế bên nhờ có khoang ruột thông với nhau. Và tập đoàn san hô có phát triển khung xương đá vôi bất động và cơ thể chúng gắn với nhau để tạo nên một tập đoàn hình khối hay là hình cành cây vững chắc và có màu sắc rất là sặc sỡ như ở hình các em quan sát ha. Đấy. Đây là nội dung chính của phần san hô, các em hãy ghi vào trong vở của mình và lưu ý cho cô cái phần đó là trong sinh sản một chòi thì ở san hô chòi con sẽ không tách rời cơ thể mẹ ha, tạo nên một tập đoàn san hô.
khoang ruột ăn thông với nhau. Thì ở đây tất cả chúng là những loài nào? Đó là những loài ruột khoang như là sứa, hải quỳ, san hô đều là những động vật ăn thịt và có tế bào gai độc để tự vệ. Thì đây là nội dung chính của bài học hôm nay. Như vậy thì qua bài này chúng ta tìm hiểu về các đại diện của ngành ruột khoang. Thì cô đặt ra câu hỏi là các em hãy nhận xét như thế nào về sự đa dạng của ngành ruột khoang này. Nó đa dạng ở những đặc điểm như thế nào? Thể hiện qua những đặc điểm nào? Chúng đa dạng về kích thước khác nhau, hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, vân vân, rất là đa dạng. Như nào? Về lối sống, ví dụ như là có loài sống bám như là con gì? Bám như là hải quỳ nè, san hô nè, là sống cộng sinh, trong đó có con gì? Hải quỳ, di chuyển chậm chạp, kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu như thủy tức, hoặc là bơi tích cực như là các loài sứa. Đó là sự đa dạng của ngành ruột khoang. Và ngoài ra nó còn đa dạng về số lượng loài nữa. Đúng chưa nè? Các em biết là nó có khoảng bao nhiêu loài không nè? Khoảng 10.000 loài ruột khoang khác nhau. Đúng chưa nè? Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em lưu ý là ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, chuẩn bị bài số 10. Cô mến chào tất cả các em.